Xin chào các anh em thân thiết của Minh Phụ Music, các bạn có biết đây là đâu không? Chính là chi nhánh 98 Bành Văn Chân, phường 7, Tân Bình của Minh Phụ Music. Ngay bây giờ các bạn hãy theo chân đội ngũ lên đường bàn giao. Đơn hàng đầu tiên trong ngày, cây piano điện Cutman B25 đến với khách hàng tại quận 12. Nào, cùng bắt đầu video nhé. Do số lượng đơn hàng hôm nay khá nhiều nên hai anh em quyết định đèo nhau trên đường Nguyễn Oanh xuống nhà khách để bàn giao chiếc piano cũng như đảm bảo thời gian hợp lý nhất để khách hàng nhận đàn. Thời tiết hôm nay âm u, sắp chuyển mưa càng làm quyết tâm mang chiếc đàn B25 nhanh chóng đến với gia đình. Cuối cùng team đã đến nhà khách rồi các bạn. Và đây, chân đàn đi kèm với B25, thiết kế rất chắc chắn, đang được Minh Phụ Music bán với mức giá cực ngon, chỉ 350.000. Chân đàn U-Stand này lắp ráp rất dễ dàng, chỉ với 3 bước sau đây. Đầu tiên sẽ là xếp các thanh kim loại, gắn ốc vít ở phần đế. Tiếp theo sẽ gắn thanh cong, siết ốc ở phần thân. Sau cùng là đưa cây đàn B25 để lên trên và chiêm ngưỡng. Tất cả đều bắt đầu từ niềm đam mê âm nhạc của bé gái nhà chị. Mình được tâm sự rằng em đang theo học piano và gia đình muốn tìm một cây đàn nhỏ gọn phù hợp với diện tích phòng của bé. Sau khi tìm hiểu thông tin về model B25 trên fanpage thì chị đã đặt hàng ngay tối qua. Không để gia đình chờ lâu, team đã liên hệ và lên lịch giao đàn vào trong sáng nay. Chị rất ấn tượng về sự chuyên nghiệp, tận tình và nhanh chóng của nhân viên Minh Phụng. Trước mắt các bạn chính là phụ kiện B25, bao gồm một pedal tạo độ vang và một adapter 12V. Theo yêu cầu của gia đình thì bên mình sẽ tiến hành gỡ lớp siêu của đàn B25 để giữ được vẻ thẩm mỹ của đàn. Hãy ngắm nhìn vẻ đẹp cực kỳ lôi cuốn trên piano này nhé mọi người. Chị đã chia sẻ về các yếu tố quan trọng để mua Cutman B25 với mức giá chỉ 7 triệu đồng. Cutman B25 là sự lựa chọn vô cùng tiết kiệm so với các dòng piano điện cao cấp trên thị trường của các thương hiệu khác. Cùng sự tư vấn rõ ràng chi tiết của nhân viên Minh Phụ Music mà chị đã hiểu rõ những tính năng quan trọng cần thiết cho việc học đàn của bé. Ngoài ra, gia đình đã xem các điệu demo của B25 trên kênh YouTube Minh Phụ Music và cảm thấy rất hài lòng nên đã chọn ngay em piano này. Hãy tìm hiểu thông số nào trên B25 để làm khách hàng si mê nhé các bạn. B25 với màn hình chán gương cùng dải đèn LED ấn tượng 88 phím đàn với 4 cấp độ cảm ứng lực nhấn mô tả chân thực cảm giác chơi piano cơ. Bộ đôi loa 15W đem đến âm thanh sắc nét với 6 phiên bản màu đầy ấn tượng trên B25 cũng chính là lý do mà anh em không thể bỏ lỡ với chip Sam 5704 đến từ Pháp, mang đến khả năng xử lý ấn tượng cho đàn cùng 162 polyphony, 128 âm sắc và 58 bài hát nhiều thể loại. Bên cạnh đó là những chức năng quen thuộc dành cho người chơi như reverb, gainspo, metronome. Đặc biệt nhất trên B25 là tính năng kết nối Bluetooth MIDI giúp người chơi học nhạc dễ dàng qua các app học nhạc trên các thiết bị thông minh, và Bluetooth audio sẽ phát nhạc trực tiếp qua lá đàn. Cùng với tính năng percussion, piano sẽ trở thành một bộ room với nhiều âm thanh của các loại nhạc cụ gõ. Chính sách bảo hành hấp dẫn dành cho khách hàng khi mua B25 tại Minh Phụ Music, bạn sẽ được bảo hành 24 tháng, 1 đổi 1 trong vòng 30 ngày, giao hàng và lắp đặt miễn phí. Buổi giao đàn piano B25 đến với khách hàng tại quận 12 hôm nay đã hoàn tất. Cảm ơn các bạn đã xem video, hãy dành tặng cho Minh Phụng những nút like, share, subscribe ủng hộ tụi mình nhé. Để tham quan và trải nghiệm các mẫu piano điện yêu thích, các bạn hãy ghé showroom hoặc liên hệ qua hotline 0919768606 để được nhân viên bên mình tư vấn cụ thể hơn. Xin chào và hẹn gặp lại.